IVF Phương Châu xin chào anh chị. Video này sẽ hướng dẫn anh chị cách tiêm loại thuốc Gonenep 300 đơn vị với liều 300. Thì với liều 300, một lần anh chị sẽ tiêm hết một hộp thuốc này. Bước số 1, anh chị kiểm tra thuốc và toa thuốc xem có đúng tên thuốc hay không. Cái thứ hai, anh chị kiểm tra trên toa thuốc liều tiêm được chỉ định có đúng là 300 đơn vị hay không. Cuối cùng, ngày tiêm được chỉ định có đúng là ngày hôm nay hay không. Trước khi khui hộp thuốc, anh chị kiểm tra lại một lần nữa hạn sử dụng của hộp thuốc có còn hay không. Kế tiếp, anh chị sẽ kiểm tra chất thuốc. Chất thuốc bình thường sẽ có màu trắng trong, thuốc hư sẽ đổi màu và vón cục. Anh chị thực hiện rửa tay sạch với dung dịch sát khuẩn có chứa cồn hoặc là xà phòng trước khi thực hiện các bước tiếp theo. Bước 2, chỉnh liều thuốc. Anh chị sẽ chỉnh liều thuốc bằng cách xoay nấm chỉnh liều sao cho cửa sổ chỉnh liều từ số 0 lên đến số 300 thì dừng lại. Kế tiếp, anh chị sẽ tháo niêm phong nắp kim và thực hiện vặn nắp kim vào bút tiêm. Ở thao tác vặn nắp kim, anh chị chú ý là vặn vừa phải, không vặn quá chặt sẽ làm bể nắp kim, dẫn đến trường hợp là thuốc sẽ bị chảy ra ngoài trong quá trình anh chị bơm thuốc. Bước 3, anh chị thực hiện tiêm thuốc. Anh chị sẽ xác định vị trí tiêm. Thì vị trí tiêm mình xác định sẽ là dưới rốn, cách rốn khoảng 4-5 xăng, tương đương khoảng 2 lóng tay. Anh chị có thể tiêm ở vị trí là từ trái sang phải hoặc là từ phải sang trái, miễn sao cách rốn 2 lóng tay và nằm ở phần dưới rốn là được. Kế tiếp thì anh chị sẽ thực hiện rửa tay lại với dung dịch sát khuẩn chứa cồn hoặc là xà phòng trước khi mà mình thực hiện sát khuẩn vùng tiêm. Dùng gạt tẩm cồn hoặc là gòn khô thấm cồn để sát khuẩn vùng tiêm theo hình xoắn ốc từ trong ra ngoài. Trước khi tiêm, anh chị kiểm tra lần cuối cùng cửa sổ chỉnh liều có hiện đúng số 300 hay không. Sau đó tháo toàn bộ nắp kim ra. Thực hiện véo da bụng lên, ghim kim nhanh một góc 45-90 độ. Ghim xong, dùng một tay cố định bút tiêm, tay còn lại ấn đè nút chỉnh liều. Ấn đè đến khi nào cửa sổ chỉnh liều từ số 300 lùi về đến số 0 thì anh chị đã tiêm hết liều thuốc 300 được chỉ định ngày hôm nay. Sau khi tiêm xong, bút tiêm sẽ còn dư lại một lượng thuốc đệm, anh chị sẽ không được tiêm lượng thuốc đệm này. Sau khi tiêm thuốc thì anh chị cần phải theo dõi các biểu hiện như sau. Các biểu hiện bình thường là tràn bụng dưới, căng ngực, đau lưng và dịch âm đạo ra nhiều. Các biểu hiện bất thường anh chị cần phải liên hệ với nhân viên y tế ngay lập tức. Đó là khó thở và đau bụng do bụng căng lớn. Thứ hai là chóng mặt, nôn ói kèm theo tiêu chảy và tiểu ít mặc dù là đã uống rất nhiều nước. Thứ ba là sẽ ngứa, nổi mẩn đỏ vùng tim hoặc là lan khắp cơ thể, dịch âm đạo ra nhiều, có mùi hôi và ngứa. IVF Phương Châu xin cảm ơn.